Chào các bạn, chúng ta giải vòng số 2 viên bích của khối lớp 9. Bài thi số 1. Căn 10 lớn hơn 3, bởi vì 3 là căn chính, như vậy trừ lớn trừ bé sẽ ra dương. Cái này thì dễ rồi, bằng 9 phần 12. Mà phải rút gọn các em, vậy là 3 phần 4. Rồi, căn 0,81. Quá dễ ha. 3 là căn chính thì phải lớn hơn căn 8 rồi. Ủa sao toàn đề dễ không vậy? Cái này thì bằng 1,7 cộng 0,3 bằng 2. Điều kiện để căn này không có nghĩa, vậy là 2 chữ x nhỏ hơn hoặc bằng 0. 2 chữ x nhỏ hơn hoặc x lớn hơn bằng 2. Rồi, cái này là các em thử bình hai vế lên các em giải ha. X bình trừ 1. Giả sử các biểu thức này xác định hết, có nghĩa hết, thì các em bình hai vế lên. Bên trái mất căn, còn bên phải thành hàng biểu thức. Rồi giải cái này, các em sẽ tìm ra x sẽ bằng 1. Thử lại 1. Đúng, hai bên bằng nhau luôn, bằng 0 hết. Nhân tử chung của cả tử và mẫu là 4a. Sao đề dễ trời. Rồi, kiến thức lớp 8 không ạ? Nó sẽ ra 16x mũ 4 trừ y mũ 4. Các em thấy dễ, các em có thể cố tình sai để chọn những câu khó hơn ha. Rồi, cái này giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? Thì các em tắt ra thôi. X bình trừ 2x y. Cộng y bình. Cộng tiếp cho y bình. Trừ 4y. Cộng cho 4, trừ 4 để bằng như cũ ha. Như vậy nó sẽ bằng x trừ y tất cả bình cộng cho y trừ 2 tất cả bình và cộng cho âm 4 ha. Như vậy giá trị nhỏ nhất là âm 4 nè, đạt được khi y bằng 2 và x bằng y, tức là x bằng 2 luôn. Tìm cặp bằng nhau. Này 0,8 cộng 1,2 thì bằng 2. Đây, hai cái này đi với nhau các em. Rồi tiếp tục. Cái nào ra nhanh được thì mình làm. Cái này là bằng x cộng 1 tất cả bình cộng cho 13. Như vậy giá trị nhỏ nhất là bằng 13. Các em tìm 13. 13 nằm đầu. Khó tìm quá hả? Hồi tính xong. Này x bằng trừ 1 nè. Này bằng 7 nè. Này x bằng 8 nè. Cái này thì sẽ tìm được hai giá trị x ha. Ủa, hai cái này
Số đo góc lớn nhất trong tam giác vuông thì bằng 90. Hỏi lão ha, cái này là bao nhiêu? 7 trừ 4 là 3. 4 nhưng 0,52. 3 cộng 2 là 5. Vậy hai cái này đi với nhau kìa. 4 bình, 2 bình là 4, 4, 4, 16. 16 trừ 9 là bằng 7 ha, 7. 7 đây. Rồi, giá trị nhỏ nhất của cái này. Căn x thì x phải không âm thì mới xác định ha. X không âm thì x bằng 0 là thấp nhất đó. X không âm, x bằng 0 thì cả cái này thấp nhất là 0 bình cộng căn 0 cộng cho trừ 1, vậy đây là âm 1. Giá trị nhỏ nhất là âm 1 thì lấy trên này kìa. Để x bằng âm 1 thì hai vế mới bằng nhau được. Này ra 12 nè, hai này đi với nhau ha, đều bằng 12. Rồi cái này rút gọn. Cái này rút gọn là sẽ bằng trừ x kiến thức lớp 8. Vậy hai cái này đi với nhau. Rồi, tiếp tục. 100 trừ cho 36 là thành 64, 64 căn 64 thành 8. Thì cái này đi với cái này. Cái này các em giải ra theo phương trình tích ở lớp 8 sẽ có hai giá trị x, đó là một cái x bằng 1 và một cái x bằng 3. Vậy là có hai giá trị ha. Hai giá trị thỏa mãn. Vậy cái này cũng có hai giá trị, hai kết quả này. Tổng hai góc phụ nhau thì bằng 90 độ. Rồi cái này 13, cái này cũng 13 các em nhé, tự giải quyết. Đề dễ quá. Chướng ngại vật. Nghiệm của phương trình này, các em giải bằng máy tính nếu lười. Trừ 7. Tiếp tục. Đề dễ quá nha. À, có bài khó khó một chút nè. Muốn đa thức mẹ chia hết cho đa thức con thì nghiệm của đa thức con phải là nghiệm đa thức mẹ. Thầy nói vậy cho dễ hiểu. Thực ra nó chính là cái định lý Bayesian, là hệ quả của định lý Bayesian. Các em tự tìm hiểu nha. Nghiệm của đa thức con là x bằng trừ 1 phần 2. Đó. Và khi các em lấy x bằng trừ 1 phần 2 thế vào đây nè, thì đa thức này phải cho ra kết quả là 0. Đó. Vậy là ta có là 6. 6x mũ 3 trừ cho 7x bình phương. Thầy nêu cách giải thôi nha. Cộng x là cộng a bằng 0. Như vậy a sẽ bằng, chuyển hết mấy thằng kia qua bên phải hết, a sẽ bằng trừ 6x mũ 3 cộng trừ. Rồi đó. Rồi các em thế cái x này vô, các em thế cái x này vô, các em giải ha. Tính nè, âm 6 x mũ 3 cộng 7 x bình trừ x với x bằng âm 1 phần 2. Ba cái a sẽ bằng 3. Đề vòng 2 dễ quá. Căn 2 1,4 cộng 1
là 2,4, vậy 2 nhỏ hơn. Rồi chắc hẹn gặp lại các em ở những cái bài mà khó hơn ha. Bài này thì cũng chẳng phải là đối thủ gì của chúng ta hết ha. Cái biểu thức đã cho nó sẽ thành là x trừ 5 trừ 10 á. X trừ 10 tất cả bình cộng cho trừ 95. Giá trị nhỏ nhất là bằng âm 95 đó. Nhưng mà các em cẩn thận, người ta không có hỏi giá trị nhỏ nhất mà người ta kêu là tìm x để đạt được giá trị nhỏ nhất này. Vậy x trừ 10 phải bằng 0, hay là cách khác là x sẽ bằng 10 ha. Rồi tạm biệt các em. Hẹn gặp các em ở những cái vòng thi nó sương sẩu một chút, khó khăn một chút, chứ mấy này đâu cần thầy đâu. Các em nhớ chia sẻ cái kênh này ra rộng rãi hơn để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn các em. Chào tạm biệt.